Thưa quý vị, với mong muốn chia sẻ những khó khăn với các em nhỏ ở bản Tin Tốc, xã Mường Sai, huyện Sông Mã, Trường Cao đẳng Sơn La đã tổ chức chương trình tình nguyện Đông Ấm Mường Sai nhằm trao đi những món quà yêu thương, ý nghĩa tới các em nhỏ và bà con ở nơi đây. Mường Sai là xã vùng 3 biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Sông Mã với địa hình phức tạp, chủ yếu là đồi núi dốc, hiểm trở. Vì thế nên đời sống của người dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn. Hiện bản Tin Tốc là một trong ba bản còn lại của xã Mường Sai chưa có điện và sóng điện thoại. Điểm trường mầm non bản Tin Tốc thuộc trường mầm non biên cương Mường Sai, cách trung tâm xã hơn 8 km đường đất, nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Để đến được với bản Tin Tốc, các tình nguyện viên đã phải vất vả để vận chuyển những suất quà cho trẻ em nơi đây. Đến đây thì thấy bà con nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần vì cộng đồng thì chúng tôi cảm thấy đó là một niềm vinh dự, làm sao mang niềm vui đến bà con, mong bà con phát triển kinh tế cũng như là phát triển dân trí trong thời gian tới. Những suất quà bao gồm áo ấm cho học sinh, chăn ấm cho các gia đình trị giá gần 50 triệu đồng đã được các tình nguyện viên gửi tặng tới các em học sinh và bà con nhân dân bản Tin Tốc. Những món quà thể hiện sự quan tâm, trở thành nguồn động viên lớn lao đối với các em học sinh nơi đây trên con đường tới trường còn nhiều gian khó. Điều đó đã giúp các em học sinh có thêm động lực, niềm vui mỗi khi tới lớp và sưởi ấm trái tim các em trong mùa đông giá lạnh. Thay mặt Ủy ban nhân dân xã xin được cảm ơn đoàn thiện nguyện đã có những món quà, quần áo để giúp bà con với cả các cháu có áo ấm để vượt qua được mùa đông. Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng ấm nồng nhiệt huyết, lòng nhân ái với thông điệp sẻ chia, cho đi yêu thương, mang hơi ấm đến vùng cao giá rét đã góp phần sưởi ấm trái tim, xua đi giá rét của mùa đông. Từng nụ cười trao đi thêm bao ước mơ lại về, những tấm lòng, những con người tuy cách xa về khoảng cách địa lý nhưng rất gần gũi và ấm áp tình yêu thương giữa ngập trùng sương lạnh nơi vùng cao Tây Bắc. Tới đây thì chương trình Vì Trẻ Em xin được phép khép lại. Quý vị có thể theo dõi và chia sẻ cùng chúng tôi qua địa chỉ YouTube Truyền hình Vì Trẻ Em và địa chỉ Fanpage Truyền hình Vì Trẻ Em VTV1. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong khung giờ này thứ 5 tuần sau.